Thưa quý vị các bạn, nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác ngoài bãi sông Hồng sau ngập lụt, quận Tây Hồ, Hà Nội đã lên kế hoạch bố trí hàng chục tỷ đồng cho vay với lãi suất thấp giúp cho người dân khắc phục thiệt hại. Năm nay được lũ lụt thì đã là hết. Hiện tại là khoảng hơn mẫu đấy, trên khoảng đến 2-3 nghìn cảnh, vừa mới tổ chức cho vay khoảng 100 triệu như là đương chờ đấy, chính sách của nhà nước để cho vay vốn để cho bà con để tạo lại mua giống cây trồng. Nói chung đây cảm thấy hỗ trợ vay vốn đấy thì bà con rất phấn khởi. Sau cái trận mưa lũ này thì bà con cũng rất là buồn. Để mà tái tạo lại sản xuất thì cũng cần một cái nhu cầu, thứ nhất là nguồn vốn, thứ hai là cái sự động viên của các cấp chính quyền đối với hợp tác xã cũng như nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội thì cũng đã quan tâm. Chúng tôi cũng vừa mới được triển khai sau, có nghĩa là những người mà trực tiếp sản xuất này mà khi bị thiệt hại này thì sẽ được hỗ trợ về cái nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi rất là thấp. Thế thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, và cũng bà con đang nỗ lực chuẩn bị cho 1-2 tuần nữa đất nó khô là có thể làm được vào vụ mới. Theo ông Trần Gia Hùng, trưởng phòng kinh tế, phó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và lũ lụt kéo dài, gần 180 hectare cây trồng trên địa bàn quận đã bị phá hủy, thiệt hại kinh tế sắp xỉ 87 tỷ đồng. Hiện Ủy ban nhân dân quận đang tích cực triển khai các gói vay vốn với lãi suất thấp giúp nông dân sớm phục hồi kinh tế. Và hiện nay với cái mức độ thiệt hại như thế này thì lãnh đạo quận chúng tôi đang tập trung chỉ đạo và báo cáo với thành phố từ nguồn của quận. Sẽ trình xin ý kiến Hội đồng Nhân dân ủy thác khoảng 65 tỷ, cộng với trước đây đã ủy thác cho Ngân hàng Chính sách khoảng 20 tỷ, tổng số sẽ là 85 tỷ để cho bà con vay với số vốn ưu đãi để phục hồi sản xuất. Trong thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ khuyến khích và hỗ trợ người dân chuyển đổi trồng các loại hoa ngắn ngày để đảm bảo đời sống, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.